trước khi mất ông nội có nói với anh trong nhà có giấu 100 tỷ, nhưng chưa kịp nói ở đâu thì thăng thiên rồi, cho nên anh lật tung cả căn nhà, chỉ tìm thấy một cái chậu rửa mặt bị vỡ. Lúc anh cho rằng ông nội lừa anh, đột nhiên phát hiện 5 chai nước suối anh quăng vào chậu, đã biến thành 10 chai. Lúc nhìn thấy chuyện này anh tưởng mình hoa mắt, anh lấy 10 cái chai ra ném lại vào một chai, chỉ trong vài giây nó đã biến thành 2 chai. Bây giờ anh đã hiểu nó vốn không phải chậu rửa mặt, mà là một bảo vật, chỉ cần đặt một thứ vào đó nó sẽ biến thành 2. Thế là anh không nói nhiều, liên tục ném thêm mấy chai nước vào. Một giờ sau, xe ba gác của anh đã chứa mấy trăm chai nước suối được anh chở đến bãi thu gom. Anh đổi được hũ tiền đầu tiên trong đời trị giá 20 triệu. Về đến nhà, đếm 20 triệu đó anh liền vui vẻ, suy nghĩ xem làm sao lợi dụng cái chậu để kiếm thêm tiền. Lúc này anh liền có một ý tưởng táo bạo, nếu nó có thể sao chép mọi thứ, vậy ném tiền vào không phải là xong sao? Nghĩ liền làm, anh ném 20 triệu vào trong cái chậu. Vài giây sau, điều kỳ diệu đã thực sự xảy ra. 5.000 vừa rồi đã biến thành 10.000, sau đó anh lại ném 100 triệu vào trong, 100 triệu trở thành 200 triệu rồi 400 triệu. Cho đến khi biến thành 10 tỷ 200 triệu, nhìn núi tiền trước mặt mặt anh tươi như hoa, từ giờ trở đi anh giàu to rồi, biết xài sao đây, Bill Gates đợi anh xoán ngôi đi. Nhưng khi anh cầm tiền trong tay và nhìn kỹ, chợt phát hiện số seri trên tờ tiền sao chép giống y hệt tờ tiền gốc. Dù là tiền thật, nhưng mỗi tờ chỉ có một số seri duy nhất. Nếu gửi số tiền này vào ngân hàng, không những không giàu có, mà còn được ở biệt thự sắt. Nhìn vào hơn 10 tỷ anh đã sao chép, giờ trở thành giấy vụn, anh không khỏi đau lòng. Nếu muốn phát tài, thì phải sao chép cái gì đó không có mã số. Thế là anh chợt nghĩ đến vàng, cho nên anh thử đi mua chút vàng. Nhưng ngay sau đó, ngoài cửa lại có tiếng đập cửa và la hét dữ dội. Lưu Lãng, mở cửa cho tôi nhanh lên, trả tiền đây, không ổn, là Hắc Hổ. Anh giật mình, Hắc Hổ là xã hội đen. Một năm trước anh muốn mua điện thoại Pineapple tặng nữ thần của mình, nhưng không có tiền nên đã mượn Hắc Hổ 10.000. Ban đầu họ đã thỏa thuận rõ ràng, lãi 0,5%. Nhưng một tháng sau khi anh nhận lương đi trả tiền, thì mới biết là lãi suất 0,5% một ngày, lại có thêm 30% phí thủ tục. Trong một năm anh đã nợ hơn mấy trăm nghìn tệ. Để trả nợ anh phải vừa học vừa làm, mà hôm nay là ngày trả nợ. Qua mắt mèo anh có thể nhìn thấy có ba tên khác đứng sau lưng Hắc Hổ. Anh biết nếu hôm nay không trả tiền, thì thế nào cũng bị đánh như tử. Lúc này Hắc Hổ đá tung cửa, thằng danh con, mau trả 2 tỷ đây, nếu không thì đừng mơ ra ngoài. Mấy tên côn đồ kia cũng vây quanh anh. Hắc Hổ, tiền nợ chẳng phải nên là 1,6 tỷ sao? Anh chật vật nói, 1,6 tỷ, hôm nay bọn tao cử đến 4 người chăm sóc mày, cho mỗi người 100 triệu cũng đâu có nhiều. Anh nghe xong liền muốn ngất. Lúc anh định xin khất, thì Hắc Hổ phát hiện thấy núi tiền trên sofa, đó là số tiền anh vừa sao chép xong. Hắc Hổ nhanh chóng phản ứng, chẳng phải mày nói không có tiền sao? Đây là gì? Lúc đó anh mới nhớ ra mình vừa chép hơn 10 tỷ, nhưng tiền trên đó có cùng số seri không dùng được. Thấy thế anh liền nịnh nọt, anh Hắc Hổ, ba em bán nhà rồi, đây là tiền bán nhà. Hắc Hổ nhìn thấy số tiền này liền đỏ mắt, hắn đột nhiên nói, nhân tiện theo hợp đồng của chúng ta, mày quá hạn một ngày rồi, còn 2 tỷ chưa trả, tao phải thu thêm 500 triệu phí thủ tục. Anh Hổ, anh khách sáo quá, 500 triệu làm sao đủ? Anh chăm sóc em nhiều như vậy, bạn bè người thân trả ai cho em vay tiền, chỉ có anh là chịu tin em, ngoài tiền gốc em sẽ dùng hết số tiền này để trả ơn anh. Tổng cộng là 10 tỷ 2, nợ của chúng ta còn 8 triệu, anh thấy sao? Mày nói cũng đúng lắm. Hắc Hổ nhìn anh, thầm nghĩ chắc thằng này bị đánh cho ngu rồi. Anh Hắc Hổ uy vũ như vậy, Giang Thành chỉ lớn có vậy, em làm sao dám lừa anh? Hắc Hổ nghĩ thấy cũng đúng, thế là hắn vui vẻ vỗ vai anh. Lưu Lãng à, tao đúng là không nhìn lầm mày, nhóc con, người tốt thì sẽ được báo đáp, cho nên theo như mày nói, anh sẽ giúp mày quản lý số tiền này. Đây là giấy nợ của mày, giờ xem như sạch nợ. Nói xong Hắc Hổ xé giấy nợ của anh, nghe xong anh cười thầm trong lòng, tôi vẫn cần mượn tiền của anh đấy, có chiếc chậu ngân hàng này rồi, sau này tha hồ mượn tiền. Hắc Hổ, anh hại nhà tôi tan nát, tôi để anh vui vẻ một chút, sau này sẽ xử lý anh sau. Cuối cùng Hắc Hổ vui vẻ cầm tiền đi. Sau khi hắn đi, anh cầm 20 triệu vừa bán chai nhựa kiếm được đi ra tiệm vàng. Tiệm vàng này rất nhỏ, chỉ có một người đứng bán, nhưng may là họ vẫn thu vàng. Thế nhưng vừa bước vào anh đã bị nhân viên chặn lại. Anh đang làm gì thế, người như anh mà cũng vào đây, mua nổi không? Anh sững người trong giây lát, ban ngày ban mặt mở cửa mà lại không buôn bán. Nhưng khi anh nhìn rõ người nhân viên, anh liền kinh ngạc, đúng là oan gia ngõ hẹp. Nhân viên bán hàng trước mặt là Chu Dĩnh, bạn đại học của anh, cũng là bạn thân của Crash anh. Cô chính là người nói với Crash là anh mượn tiền mua di động. Crash biết được liền đập di động ngay tại chỗ. Đó là thời kỳ đen tối nhất của anh, 2 năm sau đó anh phải liên tục làm việc để trả nợ, cuối cùng tiền lãi quá lớn đến nỗi căn nhà cũng phải bán. Mà lúc Crash đập vỡ điện thoại anh tăng, Chu Dĩnh còn bước ra đạp tiếp, nên vừa thấy Chu Dĩnh anh liền nhớ lại ký ức đau buồn đô. Anh chợt nghĩ đến việc rút lui, nhưng nghĩ lại giờ anh đã có chiếc chậu thần rồi, không cần sợ nữa. Nghĩ thế anh lại thấy tự tin hơn. Nhưng Chu Dĩnh không cho anh cơ hội lên tiếng, lập tức đuổi anh ra khỏi cửa, mau cút đi cho tôi, lát nữa sẽ có khách quý đến xem trang sức, anh đừng có ở đây hạ thấp giá trị của tiệm. Chu Dĩnh vừa nói xong, một người đàn ông trung niên bước ra. Tiểu Chu, có chuyện gì? Dương Đại Đồng là chủ tiệm ở đây, hôm nay ông đến quyết toán thì nhìn thấy cảnh này, ông chủ Dương, tên ăn mày này không chịu rời đi, nên tôi đuổi anh tay đi. Ăn xin sao? Dương Đại Đồng khịt mũi, nhìn anh mà không nói gì.
Đúng thế, anh ta là một tên ăn xin. Chu Dĩnh đứng cạnh Dương Đại Đồng, mong ông có thể làm hậu thuẫn cho mình. Anh ta là từng học chung trường với tôi, mặt dày vô cùng. Đi vay tiền người khác mua di động cho bạn thân tôi. Kết quả trả không nổi, người ta đến trường gây rối, cuối cùng bỏ học. Anh ta đến đây chắc chắn là để trộm đồ của chúng ta. Nghe xong, anh chả buồn bác bỏ. Anh đã sớm nhận ra sự xảo trá trên thế giới này rồi. Giờ nhìn thấy mặt Chu Dĩnh, anh chỉ thấy tức giận. Nhưng Dương Đại Đồng không nhìn người một cách phiến diện như Chu Dĩnh. Dù sao ông cũng là người có tiếng trong giang hồ. Cướp tiệm vàng, bộ muốn chết sao? Anh lười trả lời Chu Dĩnh, chỉ vào miếng vàng trong quầy và nói, tôi muốn mua cái đó. Nghe anh nói muốn mua vàng, Chu Dĩnh liền cười lớn, tôi bảo này, anh biết giữ thể diện chút đi. Anh chưa học được bài học à? Đây là xã hội, không phải trường học. Vay nặng lãi trả xong chưa mà đòi mua vàng, đây không phải sắt mấy đồng một ký đâu. Anh nghe cái giọng của Chu Dĩnh mà thấy phiền, thế là nhướng mày hỏi Dương Đại Đồng, ông chủ, rốt cuộc có bán hay không? Dương Đại Đồng cũng thấy thái độ của Chu Dĩnh có gì đô không ổn. Nếu đối phương thực sự gây rối thì không nói làm gì, nhưng nếu người ta nghiêm túc đến mua thì danh tiếng của cửa tiệm sẽ bị hủy hoại. Nghĩ thế, Dương Đại Đồng đang định nói, nhưng Chu Dĩnh lại xen vào, bán thì cũng không bán cho anh, nể tình chúng ta là bạn học cũ, ra khỏi đây đi để cho bớt xấu hổ. Lúc Chu Dĩnh đang đắc ý với vẻ ngạo mạn của mình, anh lấy ra một sấp tiền để lên quầy, tôi cần 10 lượng vàng thỏi, trả tiền mặt. Lúc tiền đặt lên quầy, Chu Dĩnh liền sửng sốt, tên ngốc này lấy tiền ở đâu thế? Mấy hôm trước chẳng phải còn có người thấy anh ta nhặt ve chai xong. Dương Đại Đồng liền thở phào nhẹ nhõm, lúc đầu cứ tưởng anh là một vị khách lớn ẩn mình, nhưng sau khi thấy anh lấy tiền ra, trong lòng liền bình tĩnh lại. Suy cho cùng bây giờ mấy ai dùng tiền mặt, thế là ông nghiêm nghị đuổi Chu Dĩnh sang một bên. Đây là vàng nguyên chất 999, 408 một lượng, chúng được gia công rất tốt, tổng cộng 4080. Chúng tôi cũng hỗ trợ mua lại. Vừa nói, Dương Đại Đồng vừa lấy thỏi vàng ra cho anh. Sản phẩm này không có bao bì, đều là vàng sang tay. Anh vui vẻ đếm 4100 đưa cho Dương Đại Đồng. Sau khi vui vẻ thanh toán xong, anh vô tình liếc nhìn Chu Dĩnh đang đứng ngu người, sau đó lại nói với Dương Đại Đồng, ông chủ, vừa rồi ông nói có nhận mua lại phải không? Dương Đại Đồng sửng sốt một chút rồi gật đầu, với loại tài chính này, kiếm được mốt ít thì cũng lời rồi, cho nên cũng không xem chuyện này quá quan trọng. Không sai, chúng tôi mua lại với giá thấp hơn 10 đồng. Cậu em, cậu cũng có thể mang ra ngân hàng bán. Toàn bộ đều có giấy chứng nhận. Anh biết Dương Đại Đồng đã hiểu sai ý anh, cho nên anh lắc đầu nói, tôi không định bán số vàng này, mà muốn hỏi ông chủ Dương có muốn mua vài cây vàng không? Con mắt doanh nhân của Dương Đại Đồng mở to, vài lượng vàng và vài cây vàng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thế là ông ta vội hỏi, cậu em, cậu có bao nhiêu? Chắc tầm 90 ký. Ông chủ Dương nuốt nước miếng, nhìn vali trong tay anh, Dương Đại Đồng biết mối này ngon rồi, cho nên ông giới thiệu cho anh một chuyên gia giám định tên Lý Học Hồng. Vậy chúng ta xem hàng trước đi. Thế là anh đặt vali lên quầy kính, trọng lượng 90 ký suýt làm vỡ cái bàn. Dương Đại Đồng và Lý Học Hồng cảm thay ai không sao, chứng tỏ anh đã mang một lô hàng lớn. Chu Dĩnh đứng một bên lại sợ hãi, nhịp tim tăng lên liên tục, khuôn mặt thậm chí nóng bừng. Nếu Lưu Lãng thực sự mang theo nhiều vàng như vậy, Dương Đại Đồng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô. Nhưng lúc này anh cũng rất xấu hổ bởi vì đột nhiên quên mật mã rồi. Dương Đại Đồng ngơ ngác nhìn anh, chậm rãi nhắc nhở, cậu Lưu, mở ra đi. Ông chủ Dương, tự nhiên tôi quên mật khẩu, đợi chút tôi suy nghĩ. Nghe xong, mặt Dương Đại Đồng liền đen ngòm, nghĩ anh đang giở trò. Lý Học Hồng bên cạnh không khỏi lắc đầu, một thằng nhóc ăn bận bình dân như vậy lấy đâu ra mấy chục ký vàng. Mà người vui vẻ nhất lúc này chính là Chu Dĩnh, thấy anh ngây người liền mặt tươi như hoa. Đồ ăn mày kia, anh bảo có vàng à? Chém gió vừa thôi, một cái vali rách nát lấy dao rạch một cái là xong hết chứ gì. Tuy Chu Dĩnh nhiều lời nhưng đây cũng là một biện pháp. Dương Đại Đồng đang định nói, anh liền lắc đầu bảo không được, chiếc vali này có tình cảm với tôi, không thể cắt được. Chu Dĩnh bắt đầu cười đến tận mang tai, Lưu Lãng, anh buồn cười vừa thôi, một cái vali có tình cảm gì chứ? Không bằng anh nói vàng có tình cảm với anh, rốt cuộc là có bán hay không? Nói xong Chu Dĩnh lại ngông nghênh nhìn Dương Đại Đồng, ông chủ, ông nói xem tôi nói có đúng không? Anh ta vốn không vàng, chỉ đang chơi ông thôi. Lúc này, Dương Đại Đồng đen mặt nhìn Chu Dĩnh, Lý Học Hồng thấy cô ta ồn ào như thế cũng hơi xấu hổ. Thế là ông nói với Dương Đại Đồng, Đại Đồng, hôm nay tôi hơi mệt, chuyện này để sau đi. Nói xong, Lý Học Hồng nhìn anh đứng tại chỗ mà lắc đầu thở dài. Đừng làm khó cậu thanh niên này nữa. Thế nhưng chất lượng nhân viên của cậu cần phải nâng cao. Suy cho cùng cũng là bộ mặt của hiệp hội, cậu có hiểu không? Anh Lý, thật xin lỗi, là do tôi bất cẩn, lãng phí thời gian của anh rồi. Nói xong, Dương Đại Đồng quay sang nghiêm túc nhìn anh. Lưu Lãng, cậu cho rằng chỗ của Dương Đại Đồng tôi là nơi để chơi à? Hôm nay nể mặt anh Lý không tính toán với cậu, nhưng cậu phải cho tôi một lời giải thích. Chu Dĩnh ở một bên lại bắt đầu hưng phấn, rốt cuộc là anh có nhớ mật khẩu không? May là ông Lý không tính toán với anh, thế nhưng anh phải giải thích rõ ràng với ông chủ tôi. Lúc Chu Dĩnh quá khích thì Dương Đại Đồng đã mất kiên nhẫn. Tôi nhớ ra rồi, lúc anh nhập mật mã vào, vali vang lên một tiếng cách và bật ra, nụ cười trên mặt Chu Dĩnh liền cứng lại, sắc mặt của Dương Đại Đồng cũng bắt đầu ấm lên. Chiếc vali được mở ra, bên trong có 15 thỏi vàng bọc trong giấy báo. Chu Dĩnh ngơ ngác không ngờ anh lại có vàng. Lúc này, Dương Đại Đồng dần dần mỉm cười, Lý Học Hồng cũng vui vẻ. Ông chủ Dương, thật ngại quá, làm ông hiểu lầm. Nếu không có vấn đề gì, tôi muốn hoàn tất giao dịch một cách nhanh chóng.
Tôi rất nóng lòng nhận được thẻ kim cương của ông, mặc dù lời nói của anh dành cho Dương Đại Đồng nhưng lại lọt vào tai Chu Dĩnh. Cô ta bắt đầu lùi lại, nhưng cô biết rằng có Dương Đại Đồng ở đây thì không thể trốn thoát được. Cậu Lưu, chuyện này không thành vấn đề, chúng ta có thể giao dịch ngay. Sau đó, Dương Đại Đồng nhờ Lý Học Hồng kiểm tra số vàng. Lý Học Hồng bước đến soi từng thỏi một, sau khi nhìn màu sắc, kiểm tra độ cứng và nghe âm thanh. Đại Đồng, toàn bộ đều là hàng đạng tiêu chuẩn, theo tôi thấy là vàng 999 không sai đâu. Để chắc ăn cậu có thể tìm thêm chuyên gia kiểm lại. Lý Học Hồng nói thế là khách khí rồi, làm sao Dương Đại Đồng dám tìm chuyên gia khác kiểm lại chứ. Nhưng có lời này của ông, Dương Đại Đồng liền yên tâm. Dương Đại Đồng nhìn anh, cậu Lưu, xin đợi một lát, chúng tôi cân xong sẽ quyết toán cho cậu. Sau đó ông bảo Chu Dĩnh đi lấy cân, bản thân thì nói chuyện cùng anh. Cậu Lưu, nếu không ngại, có thể cho tôi biết lô hàng này ở đâu không? Mong cậu Lưu đừng hiểu nhầm, bởi vì tôi chưa từng thấy kiểu tinh chế này. Anh không hề ngốc, trực tiếp đánh gãy lời Dương Đại Đồng. Ông chủ Dương, những thứ không nên hỏi thì đừng hỏi. Tôi chỉ có thể nói rằng đây là thứ do tổ tiên tôi để lại. Nếu ông chủ Dương thấy thích, từ giờ trở đi việc buôn vàng của tôi đều giao cho ông. Nghe những câu này, lòng của Dương Đại Đồng liền rung lên. Giao dịch tiền vàng, con số 1 triệu chỉ là số nhỏ. Hơn nữa Lưu Lãng mới nói với ông mọi giao dịch vàng đều sẽ qua tay ông. Có ai ngu tự phá lợi ích chứ? Nghĩ tới đây, Dương Đại Đồng vội vàng nói, "Được rồi, cậu Lưu đừng lo, tôi sẽ không hỏi thứ gì không nên hỏi. Sau khi cân xong, tôi sẽ chuyển tiền cho cậu, cân chuyên dụng dành để cân vàng muốn chính xác phải điều chỉnh nhiều lần." Sau khi Dương Đại Đồng điều chỉnh một hồi, cuối cùng trọng lượng là 58,91 kg, tương đương 294.555 lạng. Khi nhìn thấy con số này, trong lòng anh có rất nhiều cảm xúc nhưng không thể hiện ra ngoài. Dương Đại Đồng dùng máy tính tính toán mấy lần rồi đẩy máy tính ra trước mặt anh. Theo giá thỏa thuận tổng cộng là 11.045.625. Anh gật đầu, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì. Tôi lấy thẻ ngân hàng trong túi ra và ném lên quầy. Tấm thẻ này làm phiền ông chủ Dương xử lý, mong sau này chúng ta sẽ vui vẻ hợp tác. Dương Đại Đồng gật đầu lấy điện thoại di động ra, chuyển số tiền khổng lồ vào tài khoản của anh. Một lúc sau anh nhận được thông báo tiền đến. Trong lòng rất phấn khích nhưng không thể hiện bộ mặt giàu sổi ra được. Thay vào đó anh quay lại nhìn Lý Học Hồng và nhẹ nhàng gật đầu bày tỏ lòng biết ơn. Dương Đại Đồng kính cẩn đưa danh thiếp cho anh. Cậu Lưu, đây là thông tin liên lạc của tôi, nếu cậu cần bán vàng bạc đá quý thì cứ liên hệ tôi. Anh gật đầu và đưa mắt nhìn Chu Dĩnh. Thì anh nhìn như thế ra đầu Chu Dĩnh liền căng lên. Tiểu Chu, cô còn nhớ đã hứa với cậu Lưu những gì không? Bây giờ làm việc đu, Chu Dĩnh làm sao có thể quên. Hiện tại cô chỉ muốn tự tát mình hai cái, bởi vì cô ta dám vu khống anh.